Dương Mịch bị Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi vượt mặt trong năm nay. 2024 là một năm đáng quên nhất trong sự nghiệp của Dương Mịch, khi ba dự án của cô gồm có Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Phần Nguyệt Hồng, Cách Nhĩ Tân 1944, và Không Có Gì Mà Một Nồi Lẩu Không Thể Giải Quyết, đã liên tiếp thất bại. Không những thế, người đẹp cung tỏa Tâm Ngọc còn phải nhận nhiều phản hồi tiêu cực về diễn xuất và điều này cũng đã khiến danh tiếng của cô bị ảnh hưởng nặng nề. Nếu đến Bộ Sinh Vạn Vật mà Dương Mịch vẫn tiếp tục giữ phong độ như vậy, thì cô sẽ khó lòng mà đứng vững được trong showbiz hoa ngữ nữa. Trái ngược với tình cảnh lao đao của Dương Mịch, thì những đối thủ của cô như Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi và Đường Yên lại bước vào giai đoạn thăng hoa, họ gặt hái được nhiều thành tích tốt và bước đến đỉnh cao mới trong sự nghiệp, thậm chí còn đã bỏ xa Dương Mịch. Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh đã đạt được những thành tích ấn tượng cả bên điện ảnh lẫn truyền hình trong năm nay, giữ Phượng Hành Làm Mưa Làm Gió trên màn ảnh nhỏ, rating và lượt view đều đứng trong top, đồng thời cũng giúp Triệu Lệ Dĩnh khẳng định được vị thế vững chắc của mình trong showbiz. Bên cạnh đó, việc chiến thắng tại hạng mục nữ phụ xuất sắc nhất của giải Bách Hoa với bộ phim Điều Thứ 20 đã mở đường cho người đẹp 8X này bên mảng điện ảnh. Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đang tập trung cho màn ảnh rộng và nếu tiếp tục có được thành công mới, thì cô sẽ bỏ xa dàn mỹ nhân 85. Lưu Diệc Phi. Trong nửa đầu năm 2024, Lưu Diệc Phi cũng là sao nữ thống trị màn ảnh nhỏ bên cạnh Triệu Lệ Dĩnh. Câu chuyện Hoa Hồng thành công ngoài mong đợi, thêm vào đó, diễn xuất của Lưu Diệc Phi cũng tiến bộ vượt bậc, khác hoàn toàn so với thời điểm cô còn bị phàn nàn khi đóng Mộng Hoa Lục. Netizen cho rằng, Lưu Diệc Phi và Câu Chuyện Hoa Hồng rất xứng đáng được đề cử tại các giải thưởng phim lớn trong nước, đặc biệt là tại giải Kim Ưng năm nay, rất có khả năng người đẹp thần điêu đại hiệp sẽ được xướng tên. Đường Yên. Đường Yên đã tạo nên cú lội ngược dòng cực kỳ ngoạn mục trong năm 2024 với bộ phim Phồn Hoa. Trước đó, nữ diễn viên Bên Nhau Trọn Đời thường xuyên bị chê bai vì diễn xuất và cô cũng được netizen xếp sau Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh cùng Lưu Diệc Phi. Chỉ có điều, màn thể hiện của Đường Yên trong Phồn Hoa đã khiến khán giả bất ngờ và chẳng ai nghĩ cô lại phát huy tốt đến như vậy. Việc dựa vào Phồn Hoa để nhận đề cử thị hậu Bạch Ngọc Lan năm nay cũng đủ chứng minh cho năng lực của bà xã La Tấn. Hẳn là Dương Mịch cũng đã thấy rõ tình trạng nguy cấp của bản thân hiện tại và nếu không thay đổi, có lẽ người đứng cuối trong dàn mỹ nhân 85 sẽ là cô. Điều quan trọng nhất mà Dương Mịch cần làm lúc này, không phải cứ đóng chính kịch là sẽ tốt, thay vào đó cô phải thay đổi và nâng cao diễn xuất, như thế mới có khả năng đi xa hơn được. 4 nghệ sĩ còng lưng nuôi cả công ty. Sina đưa tin, mới đây một bản tổng kết các nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn, nuôi sống cả một công ty quản lý đã đưa ra 4 cái tên, Vương Nhất Bác, Vương Hạc Đệ, La Vân Hy, Cúc Tịnh Y. Theo đó, dù công ty có nhiều nghệ sĩ, nhưng danh tiếng lớn và đem lại nguồn thu đáng kể chỉ có 4 ngôi sao trên. Không những vậy, họ còn kiếm tài nguyên cho các đồng nghiệp. Cụ thể, Vương Nhất Bác là gà của công ty quản lý Nhạc Hoa. Nhạc Hoa thực tế là một công ty giải trí lớn với số lượng nghệ sĩ lên tới gần 20 người, thậm chí có cả chi nhánh tại Hàn Quốc. Trong đó, có một số người khá nổi danh như Hàn Canh, Trình Tiêu, Hoàng Minh Hạo, Chu Chính Đình, Đinh Trạch Hâm, Mạnh Mỹ Kỳ. Thế nhưng, theo báo cáo tài chính của Nhạc Hoa, Vương Nhất Bác một mình tạo ra hơn 70% doanh thu cho công ty. Trong 3 năm, từ 2019 đến cuối tháng 4 năm 2022, Vương Nhất Bác kiếm tổng cộng 1.083 tỷ nhân dân tệ, gần 157 triệu đô la Mỹ, theo The Paper. Vì vậy có thể nói, một mình nam diễn viên gánh công ty. Trường hợp tương tự cũng xảy ra ở các diễn viên khác. Vương Hạc Đệ là nghệ sĩ duy nhất nổi tiếng của công ty Manh Dạng Ảnh Thị. Sau khi nổi tiếng với tác phẩm Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo. Giới chuyên môn nhận định, công ty muốn nhân cơ hội tên tuổi của Vương Hạc Đệ hot, nhận nhiều hợp đồng để kiếm tiền. Vương Hạc Đệ sinh năm 1998, cao 1m85, năm 2018, nam diễn viên vượt qua 30.000 thí sinh để nhận vai chính Đạo Minh Tự trong Tân Vườn Sao Băng. Trước khi bước chân vào giới giải trí, Vương Hạc Đệ từng tốt nghiệp chuyên ngành tiếp viên hàng không, làm mẫu trên áp phích nhập học của Học viện Hàng không Tây Nam Tứ Xuyên. Mới đây, trong một sự kiện, Vương Hạc Đệ đã bị vây kín bởi người hâm mộ, khung cảnh hỗn loạn khiến ban tổ chức phải hoãn chương trình, điều này phần nào chứng minh sức hút của Vương Hạc Đệ. Cúc Tịnh Y nhiều năm là nghệ sĩ chủ lực của công ty truyền thông T3, công ty này còn có các nghệ sĩ khác như Hứa Giai Kỳ, Tôn Trân Ni, SNH48, nhưng không ai có lượng người hâm mộ hùng hậu như Cúc Tịnh Y. Sau nhiều năm gắn bó, mới đây Cúc Tịnh Y đã rời bỏ T3 trong một vụ chia tay rắc rối và ầm ĩ.
công ty quản lý cũ thậm chí đã thu hồi tài khoản mạng xã hội hàng triệu lượt theo dõi của Cúc Tịnh Y. Cúc Tịnh Y sinh năm 1994, bên cạnh vai trò ca sĩ thần tượng, cô được biết tới nhờ các tác phẩm ngôn tình như Cửu Châu Thiên Không Thành, Vân Tịch Truyện, Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ 2019, Thư Sinh Xinh Đẹp, Như Ý Phương Phi, Mộ Nam Chi. Ngoài ra, hồi tháng 4, Cúc Tịnh Y đóng chính trong phim Hoa Giang Lệnh, được đánh giá cao về chất lượng. La Vân Hy là nghệ sĩ thuộc công ty Đồng Thành, nam diễn viên được gọi là nam thần cổ trang, nổi tiếng với các tác phẩm như Hương Mật Tựa Khói Sương, Trường Nguyệt Tẩn Minh, Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương, Nhan Tâm Ký. Cả công ty chỉ có La Vân Hy là nghệ sĩ có tiếng tăm, nên anh là thu nhập chính nuôi công ty quản lý. Nếu La Vân Hy rời đi, Đồng Thành sẽ lao đao. Dàn sao 10X triển vọng của Hoa Ngữ, nữ chính Trường Lạc Khúc góp mặt. Ở thời điểm hiện tại, thế hệ diễn viên trẻ sinh sau năm 2000 bắt đầu ghi dấu ấn trên đường đua phim ảnh. Trong số đó, các diễn viên như Triệu Kim Mạch, Bao Thượng Ân đang dần chiếm lĩnh thị trường phim cổ trang thần tượng trong 2 năm vừa qua. Mới đây, Đặng Ân Hy, nữ chính Trường Lạc Khúc cũng góp mặt. Đặng Ân Hy gây bất ngờ nhất trong danh sách diễn viên 10X triển vọng là Đặng Ân Hy, ngôi sao 19 tuổi tạo tiếng vang với vai nữ chính Nhan Hạnh trong dự án cổ trang Trường Lạc Khúc. Dù phim chỉ mới phát sóng, nhưng Đặng Ân Hy đã tạo nên cơn sốt màn ảnh nhờ nhan sắc xinh đẹp trong trẻo và diễn xuất tự nhiên. Khi khán giả đã quá ngán ngẩm những cái tên quen thuộc qua độ tuổi để đóng phim thần tượng, thì sự bật lên của Đặng Ân Hy như một luồng gió mới thổi vào màn ảnh nhỏ Hoa Ngữ. Triệu Kim Mạch sinh năm 2002, Triệu Kim Mạch được đánh giá là cái tên nổi bật của lứa diễn viên 10X. Cô nhận được sự chú ý từ công chúng nhờ thành công với vai chính Lý Thi Tình trong bộ phim Kỳ Ảo Khai Đoan. Trong năm 2024, Triệu Kim Mạch tiếp tục ghi dấu ấn với hai dự án ngôn tình, gồm Giữa Cơn Bão Tuyết hợp tác với nam thần Ngô Lỗi và Độ Hoa Niên đóng cùng Trương Lăng Hách. Nhờ những tác phẩm, nữ diễn viên không còn bị đóng khung bởi hình tượng sao nhí trong các tác phẩm trước đây. Triệu Kim Mạch sở hữu gương mặt baby với đôi mắt tròn to, có hồn, sống mũi cao và đôi môi chúng chím. Tờ Sina từng nhận xét, cô là sao nhí dậy thì thành công bậc nhất showbiz, có nét đẹp độc đáo và thu hút rất riêng biệt. Càng trưởng thành, Triệu Kim Mạch càng thăng hạng nhan sắc. Bao Thượng Ân. Bao Thượng Ân sinh năm 2002, cô được truyền thông xứ Trung nhận xét có ngoại hình tươi sáng ngọt ngào, gương mặt bầu bĩnh với đường nét hài hòa, đôi mắt cười và làn da trắng của Bao Thượng Ân gây ấn tượng mạnh với khán giả. Gia nhập giới giải trí mới chỉ được 3 năm, nhưng Bao Thượng Ân đã tích lũy kho phim ảnh ấn tượng. Cô liên tiếp tham gia diễn xuất trong dự án cổ trang lớn như Tân Anh Hùng Xạ Điêu vai Hoàng Dung, Thủy Long Ngâm đóng cùng La Vân Hy, Anh Hùng Chí diễn chung với Thành Nghị, là cái tên được các nhà sản xuất phim ảnh đặt kỳ vọng cao. Bao Thượng Ân được xếp vào lứa sao nữ 10X tiềm năng, đang dần vươn lên trong showbiz Hoa Ngữ. Âu Dương Nana. Khác với các đồng nghiệp cùng lứa mới bật lên trong vài năm trở lại đây, tên tuổi của Âu Dương Nana đã được khán giả biết đến khi cô chỉ mới 14 tuổi, sinh ra tại Đài Loan. Sao nữ 10X được truyền thông ưu ái với các danh hiệu như thiên tài âm nhạc, nữ thần cello. Cô bắt đầu học piano từ lúc mới 5 tuổi và cello khi lên 6 tuổi. Khi 10 tuổi, cô đã được truyền thông ca tụng là thiên tài cello khi tham gia biểu diễn trên các sân khấu lớn nhỏ của Đài Loan. Ở tuổi bạn bè đang còn cắp sách đến trường, sự nghiệp âm nhạc của Âu Dương Nana đã đạt đến đỉnh cao khi góp mặt trên các sân khấu giao hưởng danh giá trên thế giới, hợp tác cùng các nghệ sĩ tầm cỡ thế giới như Lan Lãng, Wiz Khalifa. Tuy nhiên, con đường phim ảnh của Âu Dương Nana không mấy suôn sẻ. Dù đóng phim từ lúc 14 tuổi, nhưng diễn xuất của cô không được công chúng đánh giá cao. Dần dần, ngôi sao sinh năm 2000 cũng hạn chế nhận phim mà tập trung vào con đường âm nhạc. Mới đây, sao trẻ gây chú ý khi công khai sánh bước cùng bạn trai trên đường phố. Hồ Liên Hinh. Nữ diễn viên sinh năm 2000 là mỹ nhân 10X có tài có sắc được đánh giá cao tại giới giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Hồ Liên Hinh có vẻ đẹp sắc sảo lạnh lùng, nhưng khi cười lại toát ra vẻ đẹp ngọt ngào và dễ mến. Nét đẹp tương phản, dễ dàng biến hóa này giúp Hồ Liên Hinh có nhiều hình ảnh đa dạng, mới mẻ khác nhau khi đứng trước ống kính. Trong năm 2024, Hồ Liên Hinh được khán giả biết đến với vai nữ phụ trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Phần Nguyệt Hồng Thiên của Dương Mịch và vai nữ chính trong Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong. Nhan sắc trẻ trung, phù hợp với tạo hình cổ trang, khiến tên tuổi Hồ Liên Hinh trở thành ứng cử viên sáng giá trong mắt các nhà sản xuất. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.